Exodia vẫn là một đội hình đạt sức mạnh tối thượng, mùa nào cũng thế, mùa 10 cũng vậy. Cái này không cần phải chứng minh nữa đúng không ạ? Đây cũng là đội hình ưa thích số 1 của mình luôn. Thế mà game nỡ lòng nào nấc tỷ lệ ra siêu sao ở level 9 là mình phải quất hẳn một trận lên level 10 đánh Exodia cho nó đã cái nư. Xin chào các bạn, đây là series Checker với Nắng. Hôm nay tốt ngày, game độ cho mình một combo lõi fast 10 không để tuyệt vời hơn để mình đánh một trận Exodia mãn nhãn gửi đến các bạn. Giáo án leo rank thì cũng nhiều rồi, mình đổi gió tí nhỉ. Các bạn không cần phải thắc mắc combo lõi mình nói là gì đâu, vì chỉ cần ấn like video này rồi mình vào trận là biết ngay mà. Cổng di chuyển hôm nay của chúng ta sẽ là thưởng nâng cấp. Cổng sẽ cho thêm một lượng vàng mỗi khi người chơi chọn xong một nâng cấp. Đồ khởi đầu super ra quái của mình là một gậy, một nước mắt và một kháng phép. Mở màn luôn trận đấu với một nâng cấp lấp lá lấp lánh ở đây mình có. Tuyển nhân sự luôn là một sự lựa chọn an toàn cho anh em đánh vào top. Ân chủ của Bụt thì khỏi phải bàn về độ ngon rồi, vì tầm này rất nhiều bài đấu đánh ở level 8 nên lõi này quá ngon. Chán chơi reroll rồi nên là mình quyết định roll trước chiếc lõi vé kim cương ra luôn, khuyến mãi kinh nghiệm. Chiếc lõi này làm lu mờ hai chiếc lõi mình vừa phân tích ở trên, và tất nhiên là mình sẽ chọn em đó để làm content rồi. Hảo An chọn lõi xong thì mình nhận điểm kinh nghiệm từ lõi. Evelyn cũng lên 2 sao luôn, up luôn level 5 kẹp thêm 2 triệu damage là Senna và Yasuo từ cửa hàng để đép cùng với 3 KDA mình đã bắt trước đó. Chia đồ cho các tướng chút damage lấy hiệu ứng hào nhoáng. Tuy rằng level 5 nhưng mà bài không quá mạnh vì mình chưa có siêu sao. Đối thủ với hai đấu sĩ kẹp Corki siêu sao đi cùng với chiếc lõi tìm kiếm tài năng khá là mạnh ở giai đoạn đầu trận nên là mình để thua 3 chest. Thay Kennen và chỗ Yasuo để tí nữa có gì dễ kích fan cứng. Game đâu có để mình đép dễ dàng như vậy. Tiếp tục gây khó khăn bằng cách cho gặp luôn một nhà khế ước quỷ dữ đáp 7. Mình tiếp tục để thua 3 chest nữa. Siêu sao Kai'Sa KDA xuất hiện trong cửa hàng, và tất nhiên là mình phải bắt rồi, đáng đép bằng form này luôn mà. Cũng là khuyến mãi kinh nghiệm với nhau mà ông thành tạ này khác bài mình quá. Bài có tanh cứng từ vệ binh mà còn có đam sao toàn 2 sao, đấm mình thêm 2 chest và mình còn lại 84 máu. Thấy em Nico ở chậu ngon quá, tuy nhiên là cầm gậy hơi thừa, nhưng mà không sao, mình lấy em nó về kích hai hệ là fan cứng và 5 KDA luôn. Mũ được lắp cho Kai'Sa vì tí nữa mình sẽ đánh ở level 9, level 10 nên là không sợ thiếu con cầm đồ. Thật là thông minh. Chiến thắng trước nhà Hustle ở round 2.5 đã giúp mình có được chiến thắng đầu tiên và cũng tích đủ 20 tiền. Tiếp tục thắng áp đảo trước nhà Hustle chỉ level 4 để giữ lại lượng máu tiếp tục eco lên cấp. Một giáp và một ít tiền là quà mình nhặt được sau khi đập 3 cục đá. Khá là ít đồ để mình có thể lắp đép được. Tích đủ 50 tiền ở vòng 3.1 nên mình không lên cấp vội. Gặp lại nhà có lõi tìm kiếm tài năng, giờ đã xoay sang Ahri với con Echo 3 đồ tanh. Và tất nhiên là mình không thể đục thủng hàng tanh của họ rồi. Echo trâu thế cơ mà. Mình tiếp tục để thua ông này lần thứ 2 với 3 chest. 3.2 game cho lõi bạc, khác nào bảo mình top 1 đi không? Bạn mình tin rồi. Vẫn như thường lệ, roll chiếc lõi hộ pháp đi đầu tiên thì game cho luôn chiếc lõi đạt tới đỉnh cao nên là mình húp vội. Chiếc lõi này rất là ít người chọn bởi vì nó khá mạo hiểm. Tuy nhiên vì mình có khuyến mãi kinh nghiệm cũng như là map này cho khá tiền nên là hai cái lõi này đi cùng với nhau quá là hợp lý luôn. Up level 6 cho Senna vào sân, kích tí chua damage để clear cùng Kai'Sa. Gặp lại y hệt như ở vòng đấu 2 chấm, mình đối đầu với nhà khế ước đã chốt bài Riven thánh ra rẻ. Thua luôn 5 chest ở vòng này khi mà Riven lướt và chặn gần hết đam của Kai'Sa team mình. Tiếp tục để thua ở round 3.3 trước nhà level 7 với con Yone siêu sao và còn lại 54 máu. Đi chợ mình nhặt về Akali cầm nước mắt vì cũng không có tướng nào ngon hơn mà đồ cũng xấu nốt. Level 7 đã được update sau khi mình đi chợ về và Akali cũng được ra sân. Bùa xanh cũng được lắp cho Kai'Sa luôn. Gặp nhà Hustle ở round này, đồ từ kho báu chôn giấu của họ cũng đã nhặt đủ nên là con Ezreal cầm 3 đồ khá là chiến này bắn tay team mình trong phút 1. Mình tiếp tục để thua. Mãi đến round 3.6 thì mình mới gặp một nhà yếu đang đép bằng Disco và chỉ level 6. Hơi tiếc một xíu là nếu round này mình thua tiếp thì sẽ có chỗ thua 5 và giàu hơn rồi, nhưng mà không sao, tự an ủi mình vì ít nhất thì mình cũng giữ lại được số máu 44. Up luôn level 8, ngay round 5 có sói hư hỏng mà vẫn còn 50 tiền, nó trả cho mình một găng và một kháng phép. Trái tim kiên định và vuốt rồng được lắp cho Nico. Chú tư Zihin góp mặt trên sân, kích tai to mặt lớn cùng với Kai'Sa vì đã xuất hiện ở vòng 4.1. Gặp nhà Senna 3 sao, số lượng chest là khá nhiều nên Senna team bạn hơi vất vả trong việc phải clear từng mục tiêu, chưa kể là Kai'Sa còn bay liên tục. Zihin cũng góp phần nho nhỏ đam để lấy về cái chiến thắng cho mình. Có kim cương, có bạc, chẳng nhẽ lại thiếu vàng đúng không ạ? Game cho luôn một cái lõi vàng ở vòng 4.2.
đánh nhiều tự là chưa liên quan nhất. Nope. Nên là mình roll trước và nó ra ngân sách cân bằng. Thế thì lấy luôn mà làm content chứ còn gì nữa. Chọn lõi xong thì mình nhận vàng rồi nhấn thẳng lên level 10 với 30 tiền. Roll 2 phát thì game cho luôn Kiana siêu sao True Damage. Nếu mà ở level 9 thì có vẻ là may mắn, nhưng đây là level 10 thì chắc vẫn hợp lý đúng không ạ? Ziggs cũng được cho vào sân để cầm mũ phù thủy. Blue được lắp cho Kiana và nó cũng đã có huyết kiếm từ đồ khoan cứng. Chưa cần xoay vội mà cứ đếp bằng form này để Kiana hack đồ. Trả thù nhà tìm kiếm tài năng full house vì hai lượt của vòng trước đấm mình, Kiana còn hack thêm được một mảnh đồ nữa. Thay dần các tướng 5 tiền là Illaoi và Sona vào sân ở vòng 1.3. Ông thánh tạ này mới gọi là hên này. Level 9 giản siêu sao Ziggs nhưng mà may mắn chưa có đồ. Kiana team mình khi chết thì nó đã hack vô cùng nhiều đồ tanh từ Nico team bạn cho team mình. Phần còn lại thì Zin và Ziggs lo được. Mình có luôn chiến thắng thứ tư để fire. Lấy về BF ở vòng đi chợ để lắp luôn áo choàng bóng tối cho Kiana. Hơi tham lam khi mà mình roll luôn ở vòng 1.5 nên là hàng chờ bị kẹt. Chú tư Zin không thể góp sức bằng những chiếc súng. Kiana của mình bất lực khi mà chưa đủ đam để hàng hùng đi vị trí của Riven 3 sao. Mình để thua nhà khế ước và còn lại 30 máu. Đấm cái ông lấy quà sinh nhật này đang chơi dép, mém tí là lên bảng luôn. Kiana tiếp tục hack thêm một mảnh đồ cho mình nữa. Thay dần các tướng ít tiền để cho các tướng đắt tiền hơn vào sân. Một nước mắt, một giáp, một đai máu và một mảnh đồ lẻ cho mình sau khi săn ốp bãi chim. Xả tiền kha khá ở vòng 5.1 để update 2 sao, nhưng mà chưa update được gì nhiều vì trước đấy thì Zihin với cả Lucian cũng đã được mình cho lên 2 sao ở Rochim rồi. Sojin cho Zihin và quỷ thư cho Ziggs để giảm hồi máu. Đối đầu với nhà Hustle, họ mới chỉ level 8, mặc dù nhiều đồ nhưng mà tướng không chất lượng. Kiana của mình lại càng thích mấy cái ông nhiều đồ, hack nhiều đồ tay cho team cùng với đam sau từ Zihin, dễ dàng chiến thắng ở round này. Roll tiếp nhưng mà thấy vẫn ra đôi nên là mình eco lại chút. Không trách nhà chủ quan nên round này mình gặp luôn nhà Senna carry chiếu thẳng mặt, xếp trụm lại nên team mình bị clear giàn trên khá nhanh. Chú tư chưa kịp carry thì đã bị focus, mình để thua và còn lại 21 máu. Roll tiếp thì update được thêm Sona 2 sao, tìm mãi con bạc mà chưa thấy đâu. Đấm tiếp cái ông tìm kiếm tài năng đã xoay Karthus, coi như là hòa 2-2 trong trận đấu này để tiến đến cái vòng đi chợ. Không còn đồ ngon nên là mình lấy về giáp vai cho Illaoi. Miss Fulton cũng được ra sân thay cho Evelyn để kích hai hệ. Roll thêm thì mình update tiếp được Ziggs 2 và Illaoi 2 sao. Yorick cũng đã đủ lên 2 nhưng mà mình chưa có tiền nên là đánh lóc lại để round sau. Xếp lại Zihin một chút sang góc phải để không bị focus. Nhà mình gặp ở round này là khế ước, đã đủ tanh cũng như là đam, mình dễ dàng có được chiến thắng. Tiễn luôn nhà Hustle vừa lên 9 dừng chân ở top 5. Chất lượng hai bài đấu rõ ràng là áp đảo hơn về phía mình. Nhìn dàn tướng 5 vàng 2 sao thôi là đã thấy mệt người rồi. Giáp gai được hack về, mình lắp cho Yorick, săn nốt dòng ngàn tuổi và lấy thêm bàn tay cho Kiana có tí hồi phục và có tí lượng đam. Tiếp tục xả tiền để bắt về các tướng 5 vàng xem là có con nào tiệm cận được 3 sao thì mình all in. Mình bắt được Yorick thứ 5. Hơi tiếc một chút là ngay ở round sau nhà mình gặp hoàn toàn áp đảo cái ông khế ước để giành luôn lấy cái top 1 rồi chứ chưa kịp roll 5 vàng 3 sao. Zihin cũng vô cùng cống hiến khi mà ra được con thứ 5 quá sớm, nhưng tính thế ép buộc mình phải roll 2 sao đếp nên là chưa để cống hiến 3 sao được. Tổng kết thì đội hình Exodia vẫn vô cùng mạnh mẽ khi mà được hoàn thiện. Tuy nhiên để roll 2 sao hết thì cũng là một quá trình rất là gian nan đấy. Mọi người đã từng có combo lõi nào dị mà hay thì comment ở phía dưới cho mình biết để test cùng với nhé. Ngoài ra thì các bạn thường dùng tướng 5 tiền nào để carry chính có thể comment phía dưới luôn. Mình thì thích Zihin và Illaoi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và like cho mình. Chúc các bạn leo rank vui vẻ. Bye bye!